Làm lễ đấng Phật Ca Hoa đó, Ngài là bậc Na Ra.
cuối đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến tăng bảo, cuối xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho tôi. Tôi xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề.
ngủ giới, nơi Tam Bảo hoa để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng tôi xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi Tam Bảo hoa để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng tôi xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Na Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Na Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Na Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tôi đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Em đi Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Tôi xin nhân dự điều học và có ý tránh xa sự sát sanh. Tôi xin nhân dự điều học và có ý tránh xa sự trộm cắp. Tôi xin nhân dự điều học và có ý tránh xa sự tà dâm. Tôi xin nhân dự điều học và có ý tránh xa sự nói dối. Tôi xin nhân dự điều học và có ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo hãy ráng nhân dự hành theo cho được trong sạch đừng để lắm nhân. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Vậy các ngươi chư Phật tử ráng thọ trì với lực
đồng theo. Kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng tụng kinh cầu an cho bà Hồ, Hồ Ngọc Quỳ, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Hồ Ngọc Hùng, Mai Thị Hoàng Mai, Mỹ Duy Thiện cùng chư Phật tử. Tập theo cùng chư Phật tử hiện diện nơi đây để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đàn thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, lo sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan lần thứ nhì, lần thứ ba. Kính bạch chư đại đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng đến các bậc phụ ân của chúng con, ông bà cha mẹ chúng con, cụ quyền Phật tổ, nội ngoại hai bên, nhất là Lucy Colin mất ngày 2 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm âm lịch, hưởng thọ 98 tuổi. Bà Nguyễn Thị Xanh, chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, có cả các món ăn phụ tùng dân cúng đến chư tăng, xin Phật chứng minh, xin cho các bậc phụ huynh của chúng con, ông bà cha mẹ chúng con, nhất là bà Lucy Green, Nguyễn Thị Xanh, được hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý sau khi đã thừa hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, cho được theo như ý muốn của các bậc phụ huynh của chúng con, ông bà cha mẹ chúng con, do theo phước báo chạy vào phân chức lần thứ nhì, lần thứ ba. Ví dụ cái bên Phật giáo Bắc Tông gì đó thì kinh sách đặc biệt là cái thầy Phật dạy người Phật tử đi chùa để làm gì, hay là khi là trở thành một người Phật tử thì mình phải làm gì, nhớ không? Khi mình là trở thành là cái người Phật tử hoặc là mình có tín ngưỡng Phật giáo, thương Phật giáo, yêu quý Phật giáo, mình làm đệ tử Phật, thì nhớ là chúng ta có ba việc cần phải biết và cần phải làm để mình có đầy đủ cái phước báo. Hôm nay sư nói ba điều cho quý vị nghe.
để mình tốt, ta có hỏi là Phật tử rồi rồi đi rồi thì Phật tử làm cái gì thì mình cũng biết trả lời ha, hiểu không? Nhất là cô tên gì quên rồi, anh đọc rồi. Bây giờ tên chức là thân của ông sư đó, mà sức khỏe thì xem như là cũng thấy nó mỏi đó, rất là có tiềm năng, cũng rất thông minh, mà làm bản thân là ma của ông sư mà không biết gì hết cũng kỳ đó. Bây giờ hôm nay thì chỉ vì ba cái cần biết ha, hay nói một cách khác là ba điều mà người Phật tử cần phải học, cần phải làm để có bước dù nam tông hay bắc tông, điều có thể trả lời ba điều này cho người ta. Tôi nói là mình theo truyền thống bắc tông cũng cần trả lời nếu người ta hỏi. Sau khi viên y rồi, sau khi mình theo bậc pháp rồi thì Phật dạy mình sao thì mình bắt đầu hỏi liền biết việc. Cái điều thứ nhất là khi mình đã tín ngưỡng Phật giáo và đã thành một người Phật tử rồi đó thì mình phải làm đó là việc bố thí. Bố thí là sao? Bố thí, em biết từ bố thí không? Bố thí có nghĩa là cho một cách rộng rãi, có nghĩa là đối tượng mình cho có thể là ông thầy, ông sư, có thể là người dân, người nghèo, người lớn, người nhỏ, già, trẻ, cho có thể là mình cho cái súc vật, con gà, con vịt, có thể mình cho nơi này, nơi khác. Bây giờ mình thấy bố thí mà nó khó hiểu quá thì mình sẽ có thể dùng cái từ là cho hay là biếu hay là tặng hay là giúp đỡ ấy. Còn trong giọng Phật cái từ gọi là dân cũng là cho, hoặc là cúng là thật sự mà nó cũng là cho, cúng dường thật ra cũng là cho ấy. Nhưng mà cho cái đối tượng mà mình đang kích động đó thì mình gọi là cúng dường, dân cúng, thì nhớ là người ta hỏi Phật tử làm gì là bố thí, và bố thí là cái gì? Bố thí chúng ta trả lời là cho, là biếu, là tặng, là dân, là cúng, đó, nhiều từ. Rồi bây giờ người ta hỏi cho là cho cái gì? Mình nói thì sao? Nói như vậy cho thì, nhưng mà cho cái gì thì chúng ta có thể nói là cho nó có nhiều loại, nó có nhiều thứ để cho, phải không? Ví dụ mình có tiền thì mình cho tiền, mình có của mình cho của, mình có sức thì mình cho sức, mình có hiểu biết mình cho hiểu biết, mình có trí tuệ mình cho trí tuệ, mình có khả năng nào đó mình có thể cho chút cho người khác thì cái đó phải gọi là cái vật để cho. Nên hỏi cho cái gì tức là người ta muốn hỏi là cho cái vật gì thì mình nói là quý sư thì cho kiến thức, cho pháp để Phật tử, Phật tử có thể cho các nhà sư cơm ăn áo mặc, hay là nhà chùa, hay là Phật tử có thể cho những người nghèo khổ, cô đơn hết. Vậy đó, ví dụ như là mình đến chùa mình phóng quà, đó là mình cho sức lực hết, học không có tốn tiền, phải không? Rồi đó, mình có hiểu biết về Phật pháp, mình cho Phật pháp không có tốn tiền.
cho cái hộp cái thông điệp tình yêu thương, cái đồng cầu nguyện cho mọi người được bình yên hạnh phúc, cái không tốn tiền. Còn liên quan tới tốn tiền thì chẳng hạn như hôm nay các vị làm cái này liên quan tốn tiền, tốn tiền thì để tổ chức lại để tăng thì cái này nó có tốt. Như vậy trong vấn đề bố thí á, cho là biếu tặng để mình có phước á, thì không nhất thiết điều tất cả đều phải là tốn tiền đâu. Thì như vậy đó thì chúng ta nhớ là thật dài. Thì thứ nhất là mình phải tập để bố thí để mình cũng được vui trong đời này, vui trong đời sau. Và những người người ta nhận được, ví dụ những người nghèo khổ nhận được bát gạo của mình, nhận được tính tiền của mình, những người ta nhận được kiến thức của mình, người ta cũng được an lạc, cũng được hạnh phúc. Từ cái chỗ đó mình cũng có phước mà người ta cũng có phước. Như vậy thì gì mình thấy là trong Phật giáo của chúng ta, Phật dạy mình phải làm phước là làm gì đó, chứ không phải là mình cứ cầu và chấm tay cầu miệng lên trên cho mình phước là mình được phước đâu. Ở trên chỉ cho mình cái cách làm để tạo ra phước, chứ còn nếu mà chỉ cho mình mà mình không chịu làm là không có cách nào có phước được. Cho nên nhiều người người ta đi chùa chiền mà người ta có được rất nhiều phước, mà nhiều người có khi đi chùa hoài mà không thấy phước, là cái cũng buồn. Thật ra thì không có chịu làm, hoặc làm thì nó không có đúng cách. Do vậy cái phước nó tới với mình đó, nó chậm và nó rất là ít. Đó. Cho nên đó là quý vị nhớ nha, nhắc lại. Nếu người ta hỏi mình đó là mình tín ngưỡng Phật giáo, mình trở thành là Phật tử, thì Phật dạy mình phải làm cái gì, thì chúng ta nói Phật dạy trước hết là bố thí. Bố thí là vậy đó. Rồi người ta hỏi tại sao phải bố thí, mình nói rằng là Phật thấy cái bố thí này, dù là bố thí tiền của, dù bố thí sức lực, dù bố thí trí tuệ, đều mang lại cái phước báo. Và phước báo thì nó nâng con người lên đến cái nơi an vui và hạnh phúc mà con người chúng ta ai cũng muốn an vui, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn được sang cả. Vậy thì muốn được điều đó thì phải có phước, mà muốn có phước thì phải làm phước thì mới có phước được. Rồi câu thứ nhất thì là nhớ chưa, rồi làm khi thành là Phật tử rồi phải làm gì? Ta trả lời liền một, Phật dạy một đó là phải tu tập cái hạnh bố thí, phải tu tập cái hạnh bố thí. Thứ hai là Phật dạy khi mình đã thành là Phật tử rồi thì mình là phải tích cực chuyển giới, không? Và ở đây là Phật tử là ai cũng có năm giới hết, phải không? Còn nếu mà không có, chưa là Phật tử thì có biết đi chùa chiền thì cái người đó cũng hiền, cũng hiền lành, cũng đạo đức, cũng có những thứ này, phải không? Cái đó cũng là tốt đó. Nhưng mà nếu mình là Phật tử mà mình nghiêm túc, mình xin giữ, xin thọ nhận và giữ gìn năm giới đó, như hồi nãy bây giờ mình sẽ đọc gì đọc theo đó. Thứ nhất là không được sát sinh, thứ hai không có được trộm cắp, thứ ba không có được là nhâm, thứ tư không được nói dối, thứ năm không được uống rượu. Nó cần cũng dạy mình ở cái điều thứ hai này ráng giữ năm giới. Ông không phải là ông thương mình, ông muốn mình phải cực khổ, không phải. Ông rất thương mình, ông rất quý mình, ông rất yêu mình, cho nên ông dạy cho mình chịu cực khổ một tí. Nhưng mà chính cái cực khổ đó, giữ gìn giới lực đó,
nó mang lại cái điều an lạc và hạnh phúc cho mình trong đời này và đời sau. Tôi nói ví dụ ha, mình đang một tu mình chuyển giới, tôi nói cái gì mà có của rồi đó, nhờ mình biết tu giữ giới mà của nó không có mất. Và suy nghĩ từ cần bây giờ cái gì mình suy nghĩ 30 giây rồi. Một đứa con mà cha mẹ để lại rất rất nhiều tiền mà nó không có biết tu, nó lấy tiền để ăn chơi hưởng thụ xa đọa, phải không? Tức là nó không biết chuyện chứ. Vậy thì cái gì thấy cái tiền nó còn không? Còn, phải không? Rồi nha, mình có thể là tan vỡ tiền bạc hao tốn, thậm chí nó bị tù đài luôn, bởi vì nó có nhiều tiền nhưng mà nó không biết tu, không có đọc. Do vậy nên bây giờ mình thấy là tôi nêu lên một vài vấn đề. Nghĩa gì? Khi mình giữ giới nó hơi cực chút, nhưng mà nó giúp cho mình được an ổn, nó giúp cho mình được an lạc và hạnh phúc trong đời này và cả đời sau. Nó nhiều nhiều lắm. Mà các vị vừa nghe quý sư nhắc ở đây, các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Nghe kỹ câu đó ha. Có nghĩa là chúng ta đi hết tuổi thọ, chúng ta được đi đầu thai á, đi tái sinh á, về cõi chư thiên á, mà đời nó gọi là tiên á, cõi nó vui, nó hạnh phúc, nó bình yên, nó an lạc, thì muốn về cõi đó chỉ cần giữ giới này là đủ để đi lên, chứ không phải là không làm cho mình cực khổ. Thứ hai là gì? Ông Phật nói nếu mà cái người nào mà biết giữ giới thì do nhờ cái việc giữ giới, cho cái phước của cái việc giữ giới đó, đó nó giúp cho mình, nếu không làm chư thiên được, làm tiên được thì cũng đầu thai lại là người, chứ không có đi xuống là cũng là xuất sinh ra tu la ngạo vị địa ngục và cảnh khổ sở. Và thứ ba là ông Phật nói nếu mà cái người đó đắc đạo, đạt đạo, được đạo, chứng đạo mà giải thoát và được niết bàn cũng nhờ giới. Cho nên là ông Phật cũng dạy mình phải đáng giữ, giữ ít thì mình được phước ít, giữ càng nhiều thì phước càng lớn. Nếu ngược lại mình không có giữ là không có phước, phải không? Đó là lẽ công bằng. Nó giống như là các vị mà đi làm thì người ta mới phát lương, còn không đi làm thì đương nhiên là người ta không phát lương. Đó hết sức là rõ ràng. Mình làm ít thì người ta phát lương ít, mình làm nhiều thì phát lương nhiều, mình không làm thì người ta không phát lương. Thì cũng vậy đó quý vị, mình đã giữ giới thì tự nhiên các vị có phước, giữ ít thì có phước ít, giữ nhiều có phước nhiều, không giữ giới không có phước. Giữ giới nó quan trọng lắm ha. Quý vị mình thấy cái như mình giữ giới mình có được sát sinh thì đời sau mình có sống lắm. Bây giờ nếu mà mình cố ý mình có cái bảo phước là mình được giàu có sang trọng, cái này thì khác hạnh phúc, cái này cái kia đủ thứ, mà mình không có tuổi thọ làm sao mà hưởng. Nếu hoặc là mình biết làm thứ đủ thứ thì mình nhậu hoài, trí tuệ của mình nó càng ngày càng yếu, đời sau giàu, đời sau cũng hạnh phúc, nhưng mà cái trí mình nó không có ngu quá. Nhân nhân vì vậy đó, luật tử của chúng ta cố gắng ha, giữ giới mà cụ thể là tập giới. Vậy nếu người ta hỏi là tập tử rồi đó thì là mình phải làm cái gì, chúng ta trả lời sao? Chúng ta phải giữ giới. Ta hỏi tại sao phải giữ giới cực khổ vậy thì chúng ta nói sao? Vì giới mang lại phước báo, và vô cùng to lớn cho chúng ta, nên Phật dạy chúng ta
các thiên giới ha. Vậy là hai điều ha, nhớ chưa, và thân ông sư nè, nhớ chưa, ba vị này không nhớ nhưng mà cô ấy nhớ. Mình muốn làm ba ông sư rồi thì sao nói chuyện cái chức quốc hết là người ta từ sư rồi rồi cái điều thứ ba, điều thứ ba là sao? Điều thứ ba là mình phải nhớ khi là Phật tử rồi thì ông Phật dạy là phải thường xuyên tịnh tâm, tức là cái tâm mình nó phải được yên ổn, nó phải được yên ổn. Mà cũng được yên ổn thì nhớ là phải có niệm nhớ, phải có bố thí. Đặc biệt là muốn yên ổn thì cái tâm của mình đừng có cho nó sân si nha. Ví dụ mà sân si là tâm mình nó bất ổn, nó không có ổn, nó không có vui đó. Thế thì mà làm sao cho nó hết sân si thì tốt hết là mình nhớ mình đọc hàng mà chúng tôi mình đã ra hàng học trọn lành, đã ra hàng học trọn lành, đã ra hàng học trọn lành đó. Thay vì mình sân si mình nghĩ anh là chết cho tôi hay là cô có chết cho tôi hay là tính cái kế này kế nọ để mà làm những cái việc này việc khác nó không tốt thì càng mang nghiệp thôi. Thì cái ví dụ như ông xã đi, ông xã ví dụ cái tính của ông hay nói nhiều nó làm cho mình bực quá thôi thì khả năng còn trọng là hoặc là vợ thì nó nhiều quá lại chạy tối ngày chịu nổi thì mình có thể né qua một tí rồi nên niệm trong lòng đọc trong lòng khả năng trọng là trọng. Nhờ mình niệm vậy có một thức mà nhờ cái thức đó nó chuyển được chứ không phải là thấy người ta nói nhiều rồi mình chửi xối xả rồi mà người ta nghĩ nói không. Người ta cứ thích làm đẹp mà mình chửi xối xả người ta nghĩ làm đẹp không? Bởi vì người ta sống ta theo cái nghiệp của người ta, ta theo sở thích của người ta. Cho nên nhớ khi nào mà sân si quá thì ngồi xuống thở những điều đặc xong xuôi rồi ta học trọng lành, làm cho cái tâm mình nó yên tĩnh. Mà nhớ khi cái tâm mình nó yên tĩnh mỗi người mình nó mới sáng ra. Thì khi cái tâm của mình sáng ra, con người mình sáng ra thì sau đó nó nói anh chồng, nó nói con, nó nói gì đó. Còn cái lúc mình sân si thì đừng có nói. Có bao giờ cái gì mình thấy là trời giông bão ào với cái sức là 12, 10, cấp 12, 13, 14, 15 mà cái gì kéo cái vườn lên không? Cái gì kéo lên, cái gì biết hậu quả sao? Thì ta khi trong gió to anh ta có kéo buồn. Khi mình sân si thì nhiều mạnh thì mình đừng có nói. Nhớ giữ cái miệng đừng có nói. Bởi vì nói lúc đó là bậy không mà. Rồi đến lúc mình sân si, mình mất bình tĩnh thì đừng có làm. Chứ làm lúc đó là chỉ có mình người ta thôi. Mà mình người ta rồi thì không nhớ. Có thể là người ta tỉnh lại mình, nhân quả mà, thấy không? Rồi bây giờ nó còn lại cái điều thứ ba là các việc cố gắng niệm Phật đó. Mà Phật ở đây á, sẵn đây thì tôi nói luôn, nhất là bản thân con sư. Hồi xưa đó thì niệm sao niệm, còn bây giờ muốn giữ thì giữ. Nhưng mà gặp ông sư hay là gặp Phật tử về cái ông sư thì nhớ dùng cái mô Phật được rồi. Bây giờ làm cái tâm mình nó được yên thì nó có nhiều cách. Mình nên cái này tôi nói các vị suy nghĩ thôi, đúng thì làm, không đúng thì trả lại cho tôi. Thế thì quý vị biết là á ra hăng thật trọn lành, quý vị biết mấy không? Nhiều không? Bởi vì á ra hăng là thật trọn lành. Mà Phật á, thì nhiều ông Phật lắm. Trong đời quá khứ nhiều ông Phật, hiện tại
con Phật, tương lai cũng sẽ là con Phật. Như vậy quý vị niệm A La Hán Phật trọn lành là quý vị nghĩ tới ông Phật. Niệm là nghĩ tới, đọc tên hết ông Phật luôn. Nếu như mà mình niệm một lúc là niệm ai là Phật thì mình đều niệm, mình đều nhớ, mình đều đọc hết, mình đều kính trọng hết. Thì quý vị tính coi cái nào có phước nhiều hơn, cái nào có oai lực nhiều hơn. Tôi nhắc là ai là Phật thì mình đều niệm hết, ai là Phật mình đều gọi các ngài nhớ thì phước sẽ lớn. À, như vậy tóm lại có ba điều ha. Ta hỏi là Phật tử hay là đi chùa Phật dạy hay làm gì, trả lời coi. Trả lời sao? Một, Phật dạy bố thí. Tại sao bố thí? Vì bố thí mang lại sự tốt đẹp cho đời, cho đạo, cho mình, cho người. Rồi thứ hai, trì giới. Tại sao mình phải trì giới? Vì trì giới là cái nguồn ước báo cho mình đời này, đời sau, cho mình và cho người. Tại sao? Là điều thứ ba là gì? Mà niệm Phật để tâm được lắng động. Tâm được lắng động để tâm nó sáng. Tâm nó sáng để làm cái công việc tốt cho mình, cho người, cũng là cái nhân cho đời này, đời sau. Đặc biệt cái nhân giải thoát cũng từ ra sự tỉnh tâm niệm Phật. Thì hôm nay thì chia sẻ với các vị mấy điều như thế, thì cũng nguyện cầu Tam Bảo người chúng sư Phật luôn gia hộ cho các vị đã được nêu trong phần cầu siêu, cũng như xin hộ trì cho các vị được nhân dân trong phần cầu an. Cuối cùng xin chúc cho các vị được may mắn, được vui vui và thành công và sự nghiệp trong cuộc sống. Giờ đây quý vị hãy thành tâm để lắng nghe kinh và hồi hướng phước đến bậc vị phụ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tát Sa Na Phật. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng